Thân chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại khoa học MoonStack của mình. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra JSON các token ở trên server và gửi về client các bạn nhé. Để tạo ra JSON các token thì các bạn search cho mình ạ. Node.js này, JSON các token nhé. Và kích vào cái link đầu tiên JSON các token MVM này. Đây là chính là cái câu lệnh là gì? MVM install JSON các token. Bạn copy cái câu lệnh này vào trong cái terminal, đúng không ạ? Và new một cái terminal, paste nó vào. Thế sau khi mà các bạn cài đặt xong cái JSON code token, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra cái thằng JFT nhé. Ở dưới cái chỗ login này, bạn gọi cho mình một cái gì ạ? Constant này, JFT token nhé, thì bằng ạ. À, trước khi mà chúng ta gì ạ, sử dụng cái JFT thì chúng ta phải include vào các bạn nhé. Đây ạ, constant JFT thì bằng gì ạ, require cái gì, JSON các token. Đây, require cái JSON các token. Sau khi chúng ta require cái thư viện JSON các token và chứa vào trong một cái biến, đúng không ạ? Ta gọi đến phương thức gì, dùng JFT này, gọi phương thức size các bạn nhé, để đăng ký một cái JSON các token. Bạn mở Chrome lên và tìm đến phương thức size giúp mình này, và mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái doc này luôn, đúng không ạ? Size này chìm đến cái phần token expire các bạn nhé, bởi vì chúng ta cần thêm cả cái thông tin là gì ạ, thời gian hết hạn của token nào. Đây thì trong cái phần token expire này, các bạn chú ý cho mình cái phần này này. Một cách khác để tạo ra token này thì nó sẽ có ba cái tham số đầu vào là gì. Đầu tiên là các bạn có cái chính là payload này nhá, thông tin này là payload này dưới dạng object này. Thứ hai là cái thông tin payload này là public các bạn nhé. Thứ hai là gì, là cái secret key, để gì, để đảm bảo là gì, khi client có sửa cái thông tin thì cái nó dựa vào cái secret key này, nó tạo ra cái thằng signature, cho nên là cái JFT đấy là không hợp lệ các bạn nhé. Và cái cuối cùng là gì, cái object chứa cái thông tin là gì, thời hạn hết hạn của cái JFT. Default của nó là trong phút các bạn nhé. Cái giá trị này, giá trị là chính là phút này. Rồi mình sẽ tạo ra JFT. Thông tin đầu tiên là payload đúng không ạ, là một cái object. Thông tin thứ hai là gì, là cái JFT các bạn nhé, secret, để tạo signature. Và cái cuối cùng là gì, là cái object chứa cái gì, thông tin hết hạn, expire đúng không ạ, expire in các bạn nhé. Đây, thời hạn hết hạn đấy. Mình để hết hạn là gì, ví dụ như là gì, ở đây là mình để là 10 phút đi, expire in này. Cái thông tin public này mình muốn đính kèm ấy, cái thông tin này thì sẽ được cái client có thể là nó đi code và nó sâu ra ở dưới Lambda nhé. Thì cái thông tin này mình sẽ muốn đính kèm là gì, gồm có gì, ID. Bạn mở cái thằng Mongo Combat, bạn sẽ thấy gì, mình muốn lại đính kèm là ID này, username này và row nhé, để check quyền. ID là gì, bằng user đúng không ạ, chấm ID username thì bằng gì ạ, bằng user chấm gì ạ, username và row là quyền, thì bằng gì ạ, user chấm row. Chấm username này. Rồi. Đây là mình đã tạo được cái JFT token đúng không ạ? Thay vào cái chữ send này, mình sẽ trả về dạng object nhá. Thì vì ngoài cái access token thì mình muốn là sau này mình sẽ trả về gì ạ? Cái JFT token này các bạn ạ. Mình để dạng object, access token thì bằng cái giá trị gì? JFT token đúng không ạ? Đến đây thì các bạn đã tạo xong được cái gì ạ, JFT token và gửi về với client rồi. Mình mở cái trình duyệt Chrome lên, mình test xem là đã hoạt động cho bạn nhé. Mình bật cái tab network lên này và xóa cái những cái thông tin cần không cần thiết đi. Mình nhập vào cái tên là gì, test@gmail.com này, và password này 123456 ạ, mình sign in này. Các bạn thấy là mình vẫn nhận được cái gì ạ, là mã 200 ạ.
và nhận được cái asset token này, đúng không ạ? Là gì? EG gì đấy, đúng không các bạn nhé? Rồi thì video này mình xin kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.